Chào cả lớp. Quốc, Quốc, đi đi đi, cô vô kìa. Quốc dậy kìa. Các em ngồi xuống đi. Dạ. Giới thiệu với các em, đây là cô Nguyễn Quý Trâm Anh. Từ bây giờ cô Nguyễn Quý Trâm Anh sẽ là giáo viên chủ nhiệm mới của lớp 12C. Cô chào các em. Hôm nay cô rất vui được trở thành giáo viên chủ nhiệm của lớp chúng ta. Cô hy vọng là chúng ta sẽ cùng cố gắng để đạt được thành tích tốt cho học kỳ này. Bây giờ chúng ta bắt đầu bài học nha. Mời các thầy cô. Ê, cô giáo đẹp quá hả mày? Coi 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 coi. Trâm Anh, có chuyện gì vậy? Các em trật tự. Em tiếp tục được chưa? Dạ. Xin lỗi lớp mình về sự cố vừa rồi. Giờ chúng ta bắt đầu vào bài học nha. Dạ cô ơi. Mời em. Dạ, em có ý kiến. Em tên là Toàn phải không? Dạ đúng ạ. Cô ơi, em có vài câu hỏi muốn cô giải đáp giùm em. Em hỏi đi. Cô sẽ cố gắng giải đáp theo cách mà các em dễ hiểu nhất. Dạ, nhưng mà cô phải trình bày lên bảng để cho mấy bạn cùng biết nha cô. Đúng rồi cô, đúng rồi cô. Đúng rồi đó. Đúng rồi đó cô. Đúng rồi cô, đúng rồi. Thì em có hỏi đi, rồi cô sẽ trả lời cho em. Còn nếu không thì cô sẽ gửi email vào tối nay. Đúng rồi cô, đúng rồi. Viết bảng đi cô. Cô viết bảng đi cô. Viết bảng, 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 viết bảng. Hay quá mày. Những ký ức trở về chiều nay trong tiếng mưa lạnh giá âm thầm, mang buồn vui kỷ niệm ngày xưa, những tháng năm vơi đầy nỗi nhớ. Khi thời gian chìm vào vòng xoay với trái ngang cạm bẫy vô hình, để tình yêu và mơ ước dần tan biến theo màn đêm lạnh lùng tội lỗi. Đặt bước chân vào bóng tối, trăng đen đổi thay số phận, và con tim giờ quặn đau đau nhói, lặng câm trống vắng. Trở về với tình yêu, giấc mơ yên bình ấm áp, vòng tay dấu yêu để lại phút lầm lỡ, đắng cay hôm nào yêu thương còn đây vẫn không phải mờ, bàn tay dẫn lối về với bên bờ, để một ngày mai có nhau trong đời sẽ cùng đi tới chân trời. Trở về với tình yêu, giấc mơ yên bình ấm áp, vòng tay dấu yêu để lại phút lầm lỡ, đắng cay hôm nào yêu thương còn đây vẫn không phai mờ, bàn tay dẫn lối về với bên bờ, để một ngày mai có